Dạ, thưa sư, cho con hỏi, tại sao con cũng biết làm thân người rất khó, gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn, và được nghe sư giảng con cũng có chút hiểu biết, nhưng sao con cũng chưa thực thấy khổ để mà ráng lo tu tập, mặc dù có tu chút nhưng mà vẫn còn giải đãi, còn mê xem phim, cũng biết nó là sẽ cản trở việc thiền của mình, và con cũng không biết tận dụng cơ hội này để tạo nghiệp lành kiếp sau, sao ok con ok còn... Dạ. nhớ bắn tắt Dạ là sẽ. hiểu 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 Dạ yeah. Đã dốt mình còn hỏi dài nữa. Nói như thế này, ngày xưa đó, cách đây khoảng chừng vài năm về trước, mấy câu này tôi nói dài lắm, bây giờ tôi nói ngắn thôi. Thiếu duyên giải thoát như trâu như bò uống nước đục vậy đó, tức là không có biết nước trong nó có thiệt ở đời không. Tôi nói hơi nặng, thiếu duyên nhẹ thôi, thì dầu có ai sống trong chùa đi nữa đó, thì cũng không có thiết tha. Chứ nếu mà có duyên nhẹ thoát, nhìn người già, người bệnh, nhìn xác chết, nhìn đám ma không đủ rung hay sao mà nói rằng không thấy đời là khổ. Sống chánh niệm một chút, chỉ cần bỏ ra một ngày thôi, một ngày thôi, bỏ ra một ngày thôi theo dõi cái thân tâm này, đúng không? Coi coi nó có phải là một của nợ, nó là một cái của nợ hay không. Rồi bỏ ra một ngày mình nhìn quanh thiên hạ, cuộc đời này có đáng sống không, có ai đáng để mình chung đụng không? Không, người không có người nào đáng để mình gần gũi gặp gỡ hết, cho dù đó là minh sư đáng kính thì họ cũng để cho mình học đạo, chứ còn ở gần là khổ. Tôi nói thẳng luôn, bữa nay tôi nói quỵt tẹt luôn, không có người nào đáng để mình sống gần hết. Minh sư thiện hữu rồi tới mình học đạo, họ mình về sống mình đó là cái khổ khi chung chạ. Đừng nói vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè, còn nói về cái thân này, nó thân tâm này mình sống chánh niệm một chút đi thì nó khổ, nó toàn tập. Thì nếu hai cái này mà mình vẫn không đủ duyên thấy mà mình thì thôi, tôi cạn lời, tôi khô máu với người này nghe. Chứ tôi không biết, không có cơ hội, tôi không có hứng thú để nói chuyện người đó, bởi vì đám ma rồi xác chết rồi người già người bệnh nó bày đầy ra đó mà nói rằng vẫn không thấy, không có đủ sợ đó thì cạn lời. Ok, đọc giùm tiếp tục khác.